luôn yêu thương nhau. Về tình thương khổ lắm muôn và cầu lỗi, anh em hãy đón tiếp khách trọ và đừng kêu ca. Tùy theo ơn đã lãnh nhận, mỗi người hãy phục vụ lẫn nhau. Những người phân phát ân sủng muôn hình và trạng của Thiên Chúa. Nếu ai đang kể thì hãy kể đó là lời của Thiên Chúa. Nếu ai phục vụ thì hãy kể đó là do sức mạnh Thiên Chúa ban cho. Ngõ hầu Thiên Chúa được tôn vinh nơi vạn vật nhờ Đức Giêsu Kitô, đấng vinh hiển uy quyền đến muôn đời.